Kinh Đại Bảo Tích Dịch giả qua thường thích trí tình lời nói đầu trong khế kinh đức phật nói chỉ vì một đại sự nhân duyên mà đức phật xuất hiện thế gian đó là muốn mọi người mọi chúng sanh đều thành phật đồng như đức phật lời đức phật thật đơn giản mà ý nghĩa thật tột cùng sâu rộng trong lời nói đó có nghĩa cứu cánh bình đẳng phật và chúng sanh không có sai khác còn có nghĩa là Hiện tại mỗi chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng như Phật Cũng có nghĩa là nếu chúng sanh có lòng tin thanh tịnh Y giáo phụng hành Thì quyết định sẽ thành Phật Như trong Đại Thừa Kinh thường có câu Chính Đức Phật dạy Các người là Phật sẽ thành Còn chư Phật là Phật đã thành Vì thấy rõ tất cả chúng sanh Đều có khả năng thành Phật Nên Đức Phật ra đời dùng thân khẩu truyền cho đời những phương cách, những pháp môn, làm điều kiện cụ thể để bước lên đường Phật. Để rồi đến quả Phật, thành Phật. Những phương pháp cụ thể đó là Phật Pháp. Vì các chúng sanh căn ký không đồng nhau, tánh không đồng nhau, ý thức cùng sự mong muốn dân dân cũng không đồng nhau. Nên Đức Phật phải theo cơ mà dạy nhiều pháp môn nhiều đến phải dùng từ vô lượng pháp môn dầu là vô lượng nhưng nếu mọi chúng sanh y theo một pháp môn đúng với tâm tánh thích nghi của chính mình rồi quyết tâm học hiểu hành trì thật đúng thật bền thật sâu thì nhất định đạt thành đạo quả như trên nói mọi chúng sanh đều có đủ đức tánh đồng như phật chỉ vì điên đảo dòng tưởng hư vọng phân biệt dục tham phiền não che chướng nên những tánh đức trong sáng sẵn có ấy Không hiện thật Tất cả những pháp môn của Đức Phật dạy Những phương pháp mà Đức Phật lúc hành đạo đã thực hành Đã hiểu rõ, đã kinh nghiệm Và do đó đã đạt kết quả cứu cánh Này đem truyền dạy lại cho mọi người Đều nhằm vào việc thải trừ những đảo tưởng phân biệt Những dục tham phiền não Để cho tánh đức sẵn có phát hiện tác dụng vì đó là sẵn có Nên Đức Phật tự nói Ta không có một chút Pháp gì Để thành vô thượng Bồ Đề cả Phật Pháp là phương tiện đưa người vào đạo Là liều thuốc chữa trị bệnh hư vọng phiền não Là cách thức rửa lao những đảo tưởng Những lao bụi trên mặt gương Mà tuyệt đối không có chút gì là có là được Vì đạo là tánh đức sẵn đủ vậy Phật Pháp vô lượng môn Cô đồng lại trong ba môn vô lậu Giới, định và huệ Vô lậu giới Để phòng ngừa Để ngăn đảo dọc Vô lậu định Để chận đứng Để đối trừ đảo dọc Vô lậu huệ Dứt sạch đảo dọc Và tùy theo giai đoạn Mà đảo dọc từng phần được dứt trừ Thì tánh đức sẵn có của hành giả Cũng từng phần thể hiện Đó là các bậc hiền Các bậc thánh các bậc Bồ Tát cho đến lúc tất cả đảo dòng sạch trọn vẹn thì tánh đức thể hiện trọn vẹn đó là quả Phật là thành Phật trong bộ kinh Đại Bửu Tích này nội dung không ngoài những điều đã nêu ở trên dầu là rất nhiều rất rộng trong thập niên năm mươi tôi được đọc tụng bộ kinh này từ bốn phương sách của bắc bộ việt nam ta bản hán văn Tôi đã có hoài bảo phiên dịch ra diệt văn Để được thông dụng theo thật tại Mãi đến năm 1979 Mới hoàn thành bộ diệt văn Và đến nay ngót 10 năm Mới có đủ duyên để được đem ra ấn hành lần đầu tiên Mong rằng sự ấn loát và lưu hành Đều tốt đẹp như ý muốn Cầu nguyện tất cả mọi người Mọi thí chủ Hoặc thiện chí Hoặc công sức Hoặc tịnh tài đều tròn đầy phước lạc. Viết tại chùa Giàng Đức, mùa An cư, ngày 12 tháng 7 năm 1987, Phật lịch 2531, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phù chú. Bộ đại bộ tích kinh này vào những năm 1987, 88, 89 được ấn hành lần đầu tiên. Vì sự sơ sót của bạc ấn loát nên có rất nhiều sai sót chẳng những chưa độc giả không hài lòng mà mỗi khi nhớ đến lòng tôi luôn trầy rứt may mắn thay vào đầu năm nay có nữ cư sĩ bảo đăng phát tâm bồ đề khởi xướng tái bản đem nguyên bản thảo chụp ảnh giao cho bạn ấn loát để mong khỏi sai sót trong lần in lại này tôi mò mẫm với đôi mắt đã bệnh lòa chép lại lời nói đầu và thêm phần phụ chú đây trong niềm vui mừng vô hạn với lần tái bản đúng y nguyên bản thảo mà tôi đã mấy năm mong muốn cầu nguyện cho người phát khởi cũng như toàn bác ấn loát tất cả thí chủ được vô lượng công đức pháp thí chùa Giảng đức ngày rằm tháng sáu năm quý dậu một nghìn chín trăm chín mươi ba hòa thượng thích trí tịnh trung tâm sách nói phật giáo diệu pháp âm chùa khuôn việt đường phạm văn hai quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với sự tham gia diễn đọc của Huy Hồ, Thi Mai, Kim Phụng, Đức Uy, Kim Phượng và Thanh Thuyết. Thành kính cúng dường pháp bảo. ngưỡng nguyện chánh pháp cửu trụ thế gian.